các bác đang đầu tư trồng cây ăn trái, năng suất thì suy giảm trầm trọng, chi phí sản xuất thì lại tăng đều hàng năm. Bốn tác dụng của loài này đã giúp hàng ngàn vườn cây ăn trái tiết kiệm tới 25% chi phí sản xuất. Bật mí, điều này chỉ các bác nông dân thông thái mới biết nhé. Wow! Trong lĩnh vực canh tác nông nghiệp bền vững, 9 năm qua Wow Nông nghiệp Thuận Thiên đã cung cấp quy trình, giải pháp và giúp đỡ hơn 6.000 nhà vườn trên khắp cả nước. Quay trở lại vấn đề chính. Đây là một loại cây họ đậu, thân bò sát mặt đất, hoa có màu vàng tươi. Rất dễ trồng, sinh trưởng nhanh và có thể sống được ở mọi điều kiện. Nhiều người thường cho rằng loài này là loại cỏ dại gây hại cho cây trồng. Tuy nhiên, trên thực tế, loài này có rất nhiều lợi ích đối với cây trồng. Dưới đây là 4 lợi ích chính. 1. Giúp ngăn chặn sói mòn. Vườn có trồng loài này sẽ giảm 72,4% lượng đất bị sói mòn so với vườn không có. Bởi chúng phát triển nhanh, lan rộng, che phủ mặt đất, chống sói mòn, hạn chế rửa trôi dinh dưỡng, ổn định độ pH đất giúp cây trồng tăng 20%, 30% khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. 2. Cải thiện độ phí nhiêu cho đất. Độ ẩm của đất có loài này luôn cao hơn 10%, 50%. Bởi loài này giúp hạn chế sự bốc hơi nước, tiết kiệm được 10%, 15% chi phí tưới. Không những thế, loài này giúp làm giàu quần thể sinh vật đất để đất luôn màu mỡ, tơi xốp, tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh. 3. Cố định, cung cấp đạm cho cây trồng. Khi ra hoa loài này cung cấp một lượng đạm đáng kể giúp tăng độ phí nhiêu cho đất. Khi loài này phủ 90% diện tích đất sẽ giúp giảm bớt 40%, 70% chi phí phân bón tùy loại cây ăn trái. 4. Giảm sự tấn công của sâu bệnh. Hoa loài này thu hút các loài thiên địch đến vườn để tiêu diệt các loài côn trùng gây hại, điều này giúp giảm chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật từ 3 đến 4 lần năm xuống còn 1 đến 2 lần năm, đồng thời làm tăng hiệu quả thụ phấn cho cây. Đây còn là nơi ký sinh chủ yếu của diệp sáp nên giúp chia sẻ bớt áp lực cho cây chủ. Tùy thuộc vào điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và cách trồng. Trên diện tích 1 hecta chỉ với 10-15 kg hạt sau 4 đến 6 tháng loài này sẽ phủ 90% diện tích đất trồng. Và khi phủ được 90% diện tích đất trồng, mỗi năm loài này có thể cung cấp khoảng 200-300 kg đạm ha năm. Lượng đạm này có thể tương đương với lượng đạm mà phân bón hóa học cung cấp. Vậy các bác đã biết đây là loài gì chưa? Chính xác, đó chính là cỏ lạc dại. Trên đây là 4 lợi ích của cỏ lạc dại đã giúp hàng ngàn vườn cây ăn trái tiết kiệm tới 25% chi phí sản xuất. Nếu là nông dân thông thái chắc hẳn các bác đã biết cần phải làm gì rồi đúng không? Follow ngay để nhận được nhiều những chia sẻ có giá trị hơn nữa nhé!